lấy quả nào để cắt nào. Bí đao không có hai quả bí đao làm được chứ cả cho quả về mà.
cầu điện à? Hôm nay nghỉ cả ngày thôi đà. Thì kệ bảo vâng, thì thế giỏi ngay không cháu. Tiến con gái nhà Tiến. Học hết 12 rồi. Đây, hai thằng. Thằng kia thằng bé. 5.000. Lấy quả lào để cắt nào. Ăn già nó chưa lên nét ra kìa. Quả lào nó già nha. Cân mà đấy là hai quả có khoảng 15 cân. Có cân nào mà lấy rồi. Nó to to này mà. Lấy mỗi người một nửa đi. Có khai khấu gì vậy hả? Khai khấu người một nửa đi, 5.000 một cân mà. Không được bảo không được. Chia cả thịt gà. Thanh đặt cái chỗ. Thế thì thôi để đưa cho đây nào. Tính 3 cân dưới 4 cân. Thế là ngắn. Thế là ngắn. Ăn là 15.000 à? Có ra là được. Còn mới rồi. Đêm với tao hỏi cái thằng nào? Thực ra bây giờ mà nó không có
À là không bán được. Thôi mẹ Hà đi chợ. Bí không? Ta lắc đầu. Cho quả về măn. Mm-hmm.